Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn, tôi là Luân đến từ phòng khảo sát công ty cổ phần kiến trúc Kitato. Đồng hành cùng tôi trong chuyến này có anh Lợi các bạn ạ. Xin chào. Hiện tại anh em chúng tôi đang trên đường số nhà anh Đàm ở khu vực Giao Thủy Nam Định để khảo sát thiết kế cho anh một ngôi nhà vườn mái Thái các bạn nhé. Thì anh Đàm ấy là một người đã theo dõi công ty chúng tôi rất lâu và đã tin tưởng tuyệt đối vào công ty, mời công ty về thiết kế cho anh một ngôi nhà. Thì hai anh em chúng tôi đang trên đường số nhà anh để khảo sát thiết kế đo đạc và lấy cái ý tưởng công năng của anh, biết được cái phong cách, tâm tư nguyện vọng của anh như thế nào để chúng tôi thiết kế cho một ngôi nhà nó phù hợp với anh nhất các bạn nhé. Xin mời quý vị các bạn cùng theo chân anh em chúng tôi và nhà gia chủ nhé. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin giới thiệu các bạn, tôi là Luân đến từ phòng khảo sát công ty cổ phần kiến trúc Kitato. Tôi đang đứng trước cái khuôn đất của nhà anh Đam ở khu vực Giao Thủy Nam Định các bạn nhé. Thì đây là cái sông trước nhà này. Đây, đây là cái cột điện. À, khu điện cấp vào nhà nhé. Thì anh sẽ xây một khu đất ở khu nhà đây. Cái nhà của anh thì anh muốn xây nó như kiểu nhà biệt thự, nhà vườn này, mái Thái giống nhà anh Minh ở trên Phúc Thọ, Hà Nội đấy các bạn ạ. Mà tôi đã có dịp và cùng với anh Hóa lên để quay lại đấy. Nhưng mà như thế này đấy, nó ngược lại một chút. Đó là nhà anh Minh ấy, thì có một cái sảnh phụ quay về cái bên tay phải tôi đây. Đấy, quay phải hướng các bạn nhé. Xong rồi thì ở đây sẽ đổi lại thành quay về tay trái đấy các bạn nhá. Bếp và cái bếp thì đổi về bên tay trái đấy, cái sảnh bên đó. Thì cái diện tích miếng đất này là 21-31 mét, thì để lại 10 mét bên kia, 10 mét cái thổ bên kia để lại cho sau này anh tính việc gia đình. Còn từ bên này sang bên này thì còn 21 mét, thì anh sẽ bỏ ra ở cái điểm trừ của cái sát bên nhà anh, cái miếng đất anh để lại, thì anh để lại ở đây là 3 mét, xong đến mong nhà đấy. Đây là cái đường sảnh đấy, đằng sau nhà anh cũng để lại 3 mét nha các bạn nhá. Đây chiều này 22 mét này. Đó, sau này tính cho anh thì tính cả cái cầu, cái cầu vào đây nữa các bạn nhá, cầu vào nhà đây. Đấy, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi quá trình khảo sát của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.